Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với tin tức thời sự được cập nhật mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ông Phan Thanh Việt, 71 tuổi, bị tuyên án tử hình sau 43 năm trốn chạy vì cùng đồng phạm lừa gia đình 6 người muốn vượt biên ra bờ biển, rồi sát hại, cướp vàng. Bản án tử hình về tội giết người cướp tài sản đối với ông Việt, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tòa nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên ngày 12 tháng 11, ông Việt là người cuối cùng bị xét xử trong năm kẻ gây ra tội ác chấn động năm 1981 khiến gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một cậu bé 11 tuổi bị sát hại. khi tội ác của ông Việt được phơi bày, người dân ở ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, mới ngỡ ngàng trước tội lỗi mà người hàng xóm hiền lành của mình gây ra mấy chục năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban nhân dân ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh cà mau cho biết. Trước khi về sinh sống ở Phong Lưu, ông Việt lấy tên là Đàm Xuân Trí và tạm trú ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Ông Hiền nhớ lại, hơn chục năm trước, ông ta về sinh sống tại địa phương và khai tên thật của mình là Phan Thanh Việt, nhưng nói rằng quê quán ở huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Người dân địa phương cho biết, ông Việt trước đó sinh sống ở xã Trần Thới, rồi đến huyện Nam Căn làm vuông tôm. Đến khi người con gái của ông ta được gả chồng về ấp Phong Lưu, lúc này ông Việt mới đưa theo vợ là bà NKS đến địa phương này mua lại một miếng đất nhỏ để cất nhà cho vợ sinh sống. Riêng ông Việt, ông ta cũng thường xuyên không có mặt ở địa phương mà đi đi về về. Khi bà con hỏi thăm thì ông Việt nói phải đi làm vuông tôm ở xứ khác. Người dân ở phong lưu cho biết, từ khi ông Việt về ở tại địa phương, người này sống rất hòa đồng với mọi người, không vi phạm pháp luật gì. Hàng xóm của ông Việt cho biết, đôi khi ông Việt cũng có nhậu nhẹt với anh em nhưng uống rất ít và khi có chén rượu chén trà, ông ta rất kín tiếng, không nói gì nhiều trưởng ban nhân dân ấp Phong Lưu Nguyễn Văn Hiền kể, khoảng 3 năm trước, ông Việt trong một lần nhậu với một người dân ở địa phương tên Vua, lúc sau hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Việt chỉ thẳng mặt bạn nhậu, nói cỡ mày tao giết chết biết bao nhiêu thằng. Theo ông Hiền và bạn bè của ông Việt, cho đến bây giờ, mọi người khi nhớ lại câu nói của ông Việt năm xưa trong lúc xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu thì ai cũng ớn lạnh. Trưa ngày 18 tháng 11 năm 2024, thông tin từ công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với công an thị xã Tịnh Biên kịp thời khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng dùng bom xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng đang triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú nối huyện Hòn Đất gọi tắt là đường tỉnh 945, đoạn qua xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cụ thể, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ 8 đối tượng gồm Lê Thị Ngọc Nhan, sinh năm 1971, Lê Văn Điền, chồng bà Nhan, sinh năm 1972, Lê Phước Giang, sinh năm 1991 và Lê Phước Hoàng, sinh năm 1999. Cùng là con đẻ của vợ chồng Nhan và Điền, Nguyễn Văn Lộc, cháu bà Nhan, sinh năm 1982. Lê Công Chiết sinh năm 1982, Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1981, Lê Thị Thương sinh năm 1981, các đối tượng cùng chú ấp Tân Thành, xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2024, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ thi công dự án đường tỉnh 945 đoạn qua xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của các thành viên trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan cùng chồng là Lê Văn Điền. Các đối tượng trong gia đình bà Nhan, ông Điền đã dùng bơm xăng xe quốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả khiến 5 cán bộ chiến sĩ bị thương, nhiều phương tiện máy móc của đơn vị thi công công trình bị hư hại nặng. Dự án đường tỉnh 945 được triển khai thi công với tổng quy mô là 89,5 ha, chiều dài tuyến 39,7 km đi qua địa bàn thị xã Tịnh Biên, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn. Trong đó, địa bàn xã Tân Lập có 641 hộ dân bị thu hồi, di rời, diện tích là 12,9 ha với chiều dài tuyến là 7 km trong quá trình vận động giải phóng mặt bằng chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan đã quan tâm thực hiện nhiều chính sách có lợi cho người dân tất cả gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều thống nhất chủ trương chính sách bồi thường hỗ trợ của nhà nước và ủng hộ địa phương sớm thi công hoàn thành công trình tuy nhiên gia đình bà nhan ông điền vẫn chống đối kiên quyết không bàn giao mặt bằng gây bức xúc cho người dân địa phương sau đó ủy ban nhân dân thị xã tịnh biên đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà lê thị ngọc nhan và ông lê văn điền liên quan đến hành vi tấn công lực lượng chức năng của các đối tượng, hiện công an tỉnh An Giang đang tích cực phối hợp với công an thị xã Tịnh Biên điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền đề nghị người dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 17 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra thuộc công an tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa khởi tố 11 cán bộ lãnh đạo các cơ quan ở các huyện thị thành phố có liên quan đến công ty cây xanh công minh. Những người này có vai trò chủ yếu là chủ đầu tư các gói thầu trong đại án cây xanh. Hành vi bị khởi tố là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện khởi tố, bắt giam với 9 bị can, theo khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự, gồm Trần Văn Sự, sinh năm 1972, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa, Nguyễn Hữu Kiền, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch. Dương Thanh Hải, sinh năm 1981, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch. Phạm Công Giáp, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn. Trần Văn Tuyến, sinh năm 1964, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh. Nguyễn Viết Sơn, sinh năm 1972, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy. Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1979, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1975, trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Trương Công Nguyên, sinh năm 1982, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1976, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Đinh Xuân Tiến, sinh năm 1964, giám đốc ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa. Quảng Bình là một trong hàng chục tỉnh thành có liên quan đến đại án cây xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra. Riêng tại Quảng Bình, vụ án này được giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp điều tra. Đến thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cây xanh Công Minh và các tỉnh thành phố. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Bộ mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Về kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định công ty cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án sau khi giá hợp đồng được phê duyệt. Công ty cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của công ty cây xanh công minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Kết quả ra soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cây xanh công minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng và đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng. Bão Man Di đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 và di chuyển rất nhanh hướng vào các tỉnh Trung Trung Bộ. Hồi 4 giờ sáng ngày 18 tháng 11, Vị trí tâm bão số 9, tức bão Manji, ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc, 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, tiếp tục suy yếu thêm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông bắc với sức gió cấp 10 giật cấp 12. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 15 km/h. Tiếp tục suy yếu thêm trên khu vực phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Tây Bắc, với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ với sức gió cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua, cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 17 tháng 11, bão Manji đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm 2024. Đổ bộ với sức mạnh khó tin, mà đổ bộ không chỉ một lần, siêu bão Manji đã khiến hơn nửa triệu người Philippines phải đi sơ tán. Cơ quan khí tượng Philippines thông báo, gió giật của siêu bão Manji đã đạt tới 325 km h Theo trang CNN, Manji là một trường hợp chưa từng có tiền lệ vì nó là cơn bão thứ tư đổ bộ trực tiếp vào Philippines chỉ trong chưa đầy 2 tuần. Ngoài ra, Đường đi của cơn bão này cũng lệch về phía Nam nhiều hơn hẳn những cơn bão thông thường khi đi vào Philippines. Điều này khiến Manji có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Nói về khả năng tàn phá của siêu bão Manji, ông Ray Garcia Echano, một nhà chức trách về phòng chống thiên tai ở tỉnh Notte Sama, Philippines nói với trang AFP rằng Khi có một cơn bão như thế này, nó đưa chúng tôi trở về thời trung cổ. Chúng tôi lại trở về vạch xuất phát. Sự thay đổi đáng sợ của bão Manji khủng khiếp đến mức khiến nó vọt lên nhóm siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2024. Siêu bão Manji là siêu bão cấp 5, thứ 5 trên toàn cầu trong mùa bão năm 2024. Trên ảnh vệ tinh, bão cũng đã cho thấy mắt bão khá to tròn, điểm mây và vòng hoàn lưu khá rộng và cân đối trước khi nó tiến vào càn quét đảo Lưu Dông. Dự báo sau khi bão đi vào Biển Đông, cường độ bão Manji sẽ suy yếu nhanh và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khi bão vào Biển Đông, Do tương tác với không khí lạnh, nên cường độ và hướng di chuyển của bão Manji sẽ còn có những thay đổi khó lường.